quý anh chị chúc mọi người luôn hạnh phúc bình an và xin chân thành cảm ơn anh chị đã nhiệt tình ủng hộ cho Thị Nở trong thời gian qua. Không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn tới anh chị và mong mọi người yêu thương Thị Nở xin đăng ký kênh để Thị Nở có động lực phát huy sự đam mê.